Xin chào mừng các bạn đã quay lại với chương trình hò nhảy Muôn An Sinh cùng Tú Michael. Và như số trước thì mình đã trình bày để chúng ta đã hoàn thành xong phần nhảy đội của trailer, nhưng còn một cái phần rất là nhỏ đằng trước, đó là phần nhảy chính, phần solo cũng quan trọng không kém. Tại vì bài trailer này phụ thuộc vào nhảy đội rất nhiều, nên là lần trước thì Tú Michael đã bỏ qua phần nhảy solo để chúng ta đến cái phần nhảy đội. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta sẽ quay lại cái phần nhảy solo một chút, để các bạn có thể, nếu mà không có tìm được những người bạn nào đấy đóng vai zombie đằng sau, thì chúng ta vẫn có thể diễn bài trailer này một mình một cách xuất sắc. Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ học nhảy solo bằng cái cách là sẽ nghe nhạc và cảm nhận nhạc để nhảy theo đoạn nhạc solo đấy. Thì chỉ có một chút lưu ý mà Tú Michael muốn lưu ý các bạn khi mà các bạn nhảy trailer này, thì là chúng ta hãy làm những động tác robot để sao cho giống zombie nhất có thể. Và những cái động tác nó có cái chiều ngang, chẳng hạn như sau đấy, sau để chúng ta có thể làm các bạn tưởng tượng như là mình là vua quỷ, còn đằng sau là do những zombie đằng sau sẽ phục tùng mình, thì chúng ta sẽ làm những động tác có cái hình tư thế tốt. Và vâng, bây giờ không để mất nhiều thời gian nữa, chúng ta sẽ được chiêm nghiệm và chúng ta sẽ được xem những cái đoạn diễn solo. Và Tú Michael chỉ hoàn toàn cảm nhạc trên nền nhạc trailer để các bạn có thể học đoạn solo này một cách tốt nhất. Như bạn đã thấy là chúng ta đã xong một đoạn solo và kết thúc bằng một cái dáng chỉ. Và như bạn đã thấy đấy, thì Tú Michael đã làm trong động tác này thì chủ yếu là những dáng chỉ tay dang rộng, và sau đấy là những động tác kết hợp popping để cho giống zombie. Và sau đấy thì các bạn có thể xem lại những cái số trước để chúng ta học những cái đoạn nhảy đấu của bài trailer này. Và cái phần nhảy solo này ở đây thì chúng ta có thể tạm dừng. Và các bạn có thể xem lại đoạn video vừa rồi của Tú Michael để có thể cảm nhận hơn cái phần nhạc cũng như là động tác ăn xong với cả phần nhạc đấy.